Thưa quý vị, theo truyền thống, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, sáng qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Các vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, khai sơn, phá thạch, dựng cơ nghiệp qua 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị. Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bắc Hồ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm Đền Giếng. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng là hoạt động chính quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện trong lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024. Lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, với các hoạt động vui tươi lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024, tỉnh Phú Thọ đón hàng triệu người dân và du khách thập phương về khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương và chảy hội. Trong đó, riêng ngày chính lễ mùng 10 tháng 3 âm lịch đón khoảng 500.000 lượt. Trong những ngày chính hội, khu di tích đã chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, nhất là an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về dâng hương, đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn và thành công. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì hội nghị giao ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với thường trực Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã quý 1 năm 2024. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Trong quý 1 năm 2024, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Điểm nhấn ấn tượng là đã tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng, chu đáo, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 15, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ban hành 20 nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố. Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã đã ban hành khoảng 200 nghị quyết. Hội nghị giao ban cũng đã quán triệt triển khai các luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15 theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai quy trình và phần mềm tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm cụ thể hóa việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố. Hội nghị cũng thống nhất trong năm 2024, Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố tiếp tục đóng góp, tham gia vào nội dung luật thủ đô sửa đổi để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 6. Đồng thời rà soát nội dung quy hoạch thủ đô để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát, chất vấn giải trình. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, trưởng ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị giao ban các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội với các sở ngành địa phương. Theo nghị quyết số 28 ngày 8 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 gồm 39 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 360.980 tỷ đồng thuộc 10 lĩnh vực, trong đó 32 dự án sử dụng vốn ngân sách, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Kết quả giải ngân giai đoạn 2021-2023 đạt 70,8% kế hoạch vốn giao và kế hoạch vốn giao năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024 là hơn 1.968 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch năm. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã rà soát đánh giá, tổng hợp khó khăn vướng mắc theo từng dự án, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy việc triển khai các công trình trọng điểm, nâng cao kết quả giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong việc triển khai các công trình trọng điểm.
Thưa quý vị, hôm nay tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 7. Các trường tư thục tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 7. Các trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực, lựa chọn thời điểm kiểm tra hợp lý, đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 29 tháng 6. Hoàn thiện danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điện tử chậm nhất ngày 23 tháng 7 để đảm bảo tiến độ thi tuyển đầu cấp. Sáng nay tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024, giao lưu cán bộ thủ thư điển hình trong phong trào phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 được triển khai rộng khắp trong toàn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Hà Nội với những nội dung hoạt động phong phú nhằm lan tỏa giá trị của sách và vai trò của sách trong đời sống. Ngay từ đầu tháng 4 năm 2024, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực như trưng bày triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề, vẽ tranh theo chủ đề, thi xếp sách nghệ thuật, tuyên truyền giới thiệu sách, trao tặng sách. Lễ phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề Phát huy hào khí Thăng Long Hà Nội, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với bạn đọc lứa tuổi thanh thiếu nhi, đồng thời thông qua cuộc thi khẳng định vai trò, những giá trị của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực của người Việt Nam, đặc biệt trong việc tiếp cận thông tin và tri thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập. Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên là mô hình được tổ chức đội các cấp duy trì triển khai 5 năm một lần. Mô hình đã luôn được đổi mới sáng tạo hơn qua mỗi lần tổ chức. Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên sẽ tạo môi trường để các em thiếu nhi thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống tuổi nhỏ chí lớn. Thông qua hình thức sân khấu hóa và phần thi tìm hiểu, các em sẽ thể hiện sự hiểu biết về giai đoạn kháng chiến chống Pháp của dân tộc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tấm gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Kéo pháo, vận tải lương thực. Với những tiết mục văn nghệ, những hoạt cảnh đặc sắc được dàn dựng công phu và tỉ mỉ, đầu tư hoành tráng về đạo cụ và trang phục, các em học sinh đang tái hiện lại chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đây là mô hình điểm liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên được quận đoàn Đống Đa lựa chọn tổ chức tại trường tiểu học Nam Thành Công. Thì em trong cuộc thi này em tham gia vào đội thi của anh hùng Tô Vĩnh Diện, và sau khi tham gia cuộc thi này thì em cảm thấy là mình đã được hiểu thêm rất nhiều về những kiến thức lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, và em cảm thấy rất là cảm kích khi mà một anh hùng Tô Vĩnh Diện chỉ có mới có 26 tuổi mà đã hy sinh anh dũng như vậy. Em cảm thấy cuộc thi này rất là bổ ích và em thấy rất là vui trong khi tham gia cuộc thi này ạ. Bản thân tôi khi làm hiệu trưởng nhìn các em trình diễn trên sân khấu với các tiết mục để tái tạo lại chiến dịch Điện Biên Phủ và tất cả các hoạt động thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động, rất là tự hào khi học sinh mình rất là tự tin, nhiệt tình và luôn luôn tỏa sáng và phải là những người yêu lịch sử và tìm hiểu lịch sử, các em có thể diễn một cách tự nhiên và hào hứng đến như vậy. Tham gia liên hoan, các đội thi lần lượt thể hiện trên sân khấu các phần thi, kiến thức và tài năng. Qua các phần thi thể hiện sự hiểu biết của các em thiếu nhi về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là về chiến dịch Điện Biên Phủ. Các em đã mang đến liên hoan một tinh thần đầy hồ hởi hướng về kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Năm nay thì mô hình chiến sĩ Điện Biên được triển khai rất là sáng tạo và có nhiều điểm đổi mới. Đặc biệt là chúng tôi triển khai với 100% các liên đội trên địa bàn quận. Tôi cũng yêu cầu triển khai tập trung vào các hoạt động như sân khấu hóa, rồi là vẽ tranh. Mô hình chiến sĩ nhỏ Điện Biên năm nay sẽ một phần nào đó chạm tới trái tim của các em đội viên thiếu nhi, giúp các em thêm yêu tổ quốc, yêu đồng bào theo đúng như là năm điều Bác Hồ dạy. Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên sẽ được Hội đồng đội thành phố Hà Nội triển khai đến hết tháng 4 tại 1.381 liên đội trên địa bàn thành phố.
Sau khi trở về từ liên hoan, các chiến sĩ nhỏ sẽ tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đến đội viên thiếu nhi trong liên đội của mình. Luật đất đai mới nhất năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã bổ sung trường hợp chuyển đổi đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với luật đất đai 2013. Theo đó, tại khoản 3, điều 121 luật đất đai mới nhất năm 2024 nêu rõ, trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài, phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Vâng, với mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao giá trị đất đai, nhiều quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, kết nối với các trục giao thông chính để các khu đất đấu giá có sức hút đối với người dân và các nhà đầu tư. Tại huyện Phúc Thọ, đấu giá quyền sử dụng đất là giải pháp quan trọng để có nguồn đầu tư phát triển hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trạch Mỹ Lộc với lợi thế nằm ngay mặt đường tỉnh lộ 418, dự kiến giá đấu khởi điểm được huyện đưa ra trong khoảng 17 triệu đến 30 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Để đảm bảo kế hoạch đưa vào đấu giá đất trong tháng 5 tới, huyện đang đôn đốc nhà thầu thi công gấp rút, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng cho khu đất. Mục tiêu của Đảng bộ và chính quyền địa phương xã Trạch Mỹ Lộc thì trong nhiệm kỳ tiếp theo thì đang tiếp tục phấn đấu để xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Chính vì vậy mà đòi hỏi cái nguồn lực là đầu tư rất là lớn. Thế và hiện nay thì theo cái chỉ đạo là huyện Phúc Thọ cũng như xã Trạch Mỹ Lộc, các xã trên địa bàn huyện là đang điều chỉnh lại quy hoạch chung. Thế và chúng tôi nhận thức rất rõ và là tư duy thì là sẽ tiếp tục là khi mà thành công của đấu giá đợt này và xin huyện bổ sung là 8 hectare khu vực liên kề để tiếp tục làm cái đấu giá đất để tạo cái nguồn thu cũng như làm nâng cao cái bộ mặt của địa phương lên. Các khu đất đưa ra đấu giá được huyện Phúc Thọ chú trọng công tác quy hoạch, lựa chọn các vị trí có tính kết nối cao, gần các trục giao thông chính, có hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng cho việc hình thành các khu dân cư mới, hiện đại và văn minh. Khu đất Đồng Tre, Lố Gió, xã Võng Xuyên đã được tổ chức đấu giá thành công 19 thửa đất, diện tích gần 2.500 m², số tiền chúng đấu giá hơn 53 tỷ đồng. Từ nguồn thu đấu giá đất đã tạo điều kiện cho địa phương có thêm nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân được thụ hưởng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Địa phương đã xây dựng 2 điểm đấu giá khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Thì đến nay thì đối với huyện đã tổ chức đấu giá cơ bản thành công, đã thu về cho ngân sách nhà nước là trên 500 tỷ đồng. Thì từ cái nguồn đó được thành phố, huyện đã quan tâm để tạo điều kiện cho địa phương để xây dựng các cơ sở hạ tầng của địa phương như đường, trường, trạm, đặc biệt là đối với khu chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng hiện nay đã được cứng hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng và tạo cảnh quan môi trường ở trong khu dân cư. Thôn tôi là thôn Nam Bổng Ngoại đã được đầu tư về xây dựng hệ thống kênh mương là được bà con ghi nhận, nên này đã đạt đến 90% là được xây dựng hệ thống kênh mương. Cho nên bà con ghi nhận là rất phấn khởi, trong đó một số bà con cũng đã hiến đất để làm mương, làm đường để mở rộng, rất thuận tiện cho việc giao thông. Và bà con đánh giá rất cao về vấn đề này, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, huyện Phúc Thọ đã tổ chức thành công 8 phiên đấu giá, tổng diện tích gần 18.000 m², số tiền theo quyết định chúng đấu giá hơn 340 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2023, huyện đã tổ chức thành công 24 phiên đấu giá đất, thu về hơn 920 tỷ đồng, hoàn thành hơn 200% chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao. Phúc Thọ là một trong những địa phương top đầu của thành phố về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 khu vực phía Bắc. Hội chợ vừa khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. 120 hợp tác xã đến từ 44 tỉnh thành phố trong cả nước và 30 doanh nghiệp mang đến hội chợ đa dạng các sản phẩm từ rau, củ, quả, nông sản chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ, đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, may mặc đến các loại máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp công nghệ cao. Đại diện của tỉnh Sơn La đến tham gia hội chợ của Liên minh Hợp tác xã
thì chúng tôi mang đến rất là nhiều nông sản, kể cả hàng tươi, hàng chế biến và những cái hàng khô. Thì đến với hội chợ thì chúng tôi mong muốn rằng là trước hết là nhu cầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội, sau đó là cái mong muốn thứ hai là chúng tôi tiếp cận được rất là nhiều các đầu mối để liên kết, để bán sỉ, rồi cũng có thể là tiến tới xuất khẩu. Do tổ chức vào đúng ngày nghỉ lễ giỗ tổ nên hội chợ thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm ngay trong ngày khai mạc. Tôi thì về thăm đất nước nhưng mà thấy có cái hội chợ này là cái hội chợ của Việt Nam mà là xúc tiến hợp tác xã đúng không? Mà thấy rất nhiều ý nghĩa, mọi người trong hợp tác xã nhỏ lẻ này nó sản xuất ra nhiều những cái sản phẩm đặc biệt và nhiều những sản phẩm khác nhau để cho người dân, phục vụ cho người dân. Tôi thấy rất là tốt và rất ngưỡng mộ. Lần đầu tiên được dự cái hội chợ này, nhưng mà cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy những cảnh nhộn nhịp này. Các hợp tác xã cả nước đều rất muốn đưa sản phẩm của mình đến giới thiệu quảng bá tại thị trường Hà Nội. Bởi vì Hà Nội là thị trường rất là lớn, sức tiêu thụ rất cao, rồi là sức mua rất là mạnh. Đặc biệt là những cái dịp mà lễ, ngày Tết thì thu hút rất nhiều các cái con khách ở các cái tỉnh lân cận đến Hà Nội, vừa du lịch, vừa tham quan, đồng thời cũng vừa tiếp cận được những cái sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã cả nước. Hội chợ sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 18 tháng 4 đến 22 tháng 4 năm 2024 và dự kiến thu hút khoảng 3 vạn lượt khách tham quan, mua sắm, giao dịch thương mại. Trong đó có đại diện các hệ thống bán lẻ, siêu thị thuộc các tập đoàn đa quốc gia ngày càng quan tâm đến kinh tế tập thể và các hợp tác xã. Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Israel đã tấn công tên lửa vào một địa điểm ở Iran. Động thái này được cho là biểu hiện ăn miếng trả miếng nhằm đáp trả việc Tehran tiến hành cuộc tấn công chưa từng có Israel đêm ngày 13 tháng 4, báo hiệu nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều người đã nghe thấy một vụ nổ tại một sân bay ở thành phố Isfahan của Iran, nhưng nguyên nhân chưa được xác định ngay lập tức. Một số địa điểm hạt nhân của Iran nằm ở tỉnh Isfahan, trong đó có Natan, trung tâm của chương trình làm giàu uranium của Iran. Iran đã tạm dừng các chuyến bay qua một số thành phố, trong đó có thành phố Isfahan. Hãng tin CNN cũng đưa tin một số chuyến bay đã phải chuyển hướng qua không phận Iran. Thông tin về cuộc tấn công mới của Israel được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cảnh báo rằng Tehran sẽ khiến Israel hối hận nếu tiến hành tấn công để đáp trả cuộc tấn công của Iran cuối tuần trước. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã nhóm họp để bỏ phiếu về dự thảo do Algeria đệ trình nhằm kêu gọi công nhận Palestine là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Mỹ đã một lần nữa dùng quyền phủ quyết ngăn chặn dự thảo, dù khẳng định vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Cụ thể, theo kết quả bỏ phiếu, có 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo, Anh và Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng và Mỹ phủ quyết. Như vậy, Palestine không thể nâng tư cách quan sát viên lên thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Ngay sau đó, phía Palestine đã lên tiếng chỉ trích Mỹ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi động thái của Washington là bất công và không chính đáng. Trong khi đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour khẳng định họ sẽ tiếp tục nỗ lực gia nhập cơ quan này. Đây là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở Dải Gaza. Theo quy định của Hiến trương Liên Hợp Quốc, bất kỳ yêu cầu nào về việc trở thành quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trước tiên đều phải có được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nghĩa là phải giành được tối thiểu 9 phiếu thuận trong số 15 phiếu và không có phiếu phủ quyết, và sau đó được 2/3 tổng số thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tán thành. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này đang nỗ lực gửi thêm hệ thống phòng không tới Ukraine. Trao đổi với báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 trên đảo Capri, Italia, ông Stoltenberg nêu rõ, NATO đã tổng hợp dữ liệu về các hệ thống phòng không khác nhau và xem xét tái triển khai một số hệ thống Patriot tới Ukraine. Tổng thư ký NATO cho rằng việc cung cấp Patriot là hết sức quan trọng vì đây là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất mà liên minh quân sự này có thể tin cậy. Theo ông, NATO cũng có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng thủ khác, kể cả hệ thống tên lửa đất đối không NASAM. Cũng theo ông Stoltenberg, Hội đồng NATO-Ukraine sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay, 19 tháng 4, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến tham gia sự kiện này theo hình thức trực tuyến, đồng thời tiết lộ đã có những dấu hiệu khả quan về việc
Quốc hội Mỹ có thể sớm thông qua gói viện trợ trị giá 60,84 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tới thăm Philippines và có cuộc gặp với Tổng thống nước nhà Ferdinand Marcos, trong đó hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện vào năm 2026. Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của một thủ tướng New Zealand trong 14 năm qua. Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo New Zealand và Philippines đã chỉ đạo các bộ trưởng ngoại giao và các quan chức liên quan đưa ra lộ trình hướng dẫn thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm việc nâng cấp cơ chế tham vấn của Bộ Ngoại giao lên cấp thứ trưởng và tạo ra các cơ chế mới như Ủy ban Kinh tế chung và đối thoại hàng hải. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường mối quan hệ quốc phòng với Philippines thông qua cam kết ký kết thỏa thuận hỗ trợ hậu cần lẫn nhau vào cuối năm 2024 và thỏa thuận lực lượng thăm viếng. Philippines là trạng cuối trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Luxon tới Đông Nam Á nhằm tăng cường liên kết thương mại của New Zealand. Philippines và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 6 tháng 7 năm 1966 và sẽ kỷ niệm dấu mốc 60 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Tổng thống Kenya ông William Ruto xác nhận một chiếc trực thăng quân sự của nước này đã bị rơi vào chiều qua giờ địa phương, khiến 10 sĩ quan cấp cao tử nạn, trong đó có Tổng tư lệnh các lực lượng phòng vệ Kenya, KDF, tướng Francis Omondi Ogola. Tổng thống Kenya tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các quân nhân xấu số. Theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng bị rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh chưa lâu từ một trường tiểu học cách thủ đô Nairobi khoảng 400 km về phía tây nam. Vào thời điểm gặp nạn, các sĩ quan chỉ huy KDF đang thực hiện công tác giám sát khu vực tiến hành nhiệm vụ an ninh. Tổng thống William Ruto đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia Kenya họp khẩn sau khi xảy ra vụ tai nạn. Không quân Kenya cũng đã điều động nhóm điều tra tới hiện trường để xác định nguyên nhân gây ra vụ việc.